Xin chào quý thính giả đang nghe truyện Tiên Đạo 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Bắt Đầu Làm Tông Chủ, Quy Củ Của Ta Có Chút Dã, tác giả Nina Phù. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 150 lẻn vào ma tông gặp lại cố nhân báo thù kế sách. Lịch Phi Vũ, ngươi lại chờ đợi ở đây. Một đạo hắc ảnh lấp lóe xuất hiện tại Lịch Phi Vũ đối diện, cảnh giác, nhưng lại chưa biểu hiện quá mức, sau đó nói, đợi ta liên hệ tông chủ. Mau mau. Lịch Phi Vũ cười lạnh một tiếng, nếu như chờ gấp, bản tôn liền lột da của ngươi ra. Nếu là tìm tới dựa vào ma tông, lại thân phận này vốn là không có gì thanh danh tốt, vậy dĩ nhiên không có khả năng quá mức gò bó theo khuôn phép, mà là muốn yêu tả một chút. Như vậy, kỳ thật ngược lại là lại càng dễ bị Xích Diễm ma tông tiếp nhận. Đối phương thấy hắn như thế, lại là cũng không bối rối, ngược lại cười. Người trong ma đạo kỳ thật ngược lại càng thói quen loại này giao lưu phương thức. Ngươi nếu là mở miệng một tiếng đạo hữu, ba câu nói là xong cái đạo lễ, vừa nhìn liền biết nễ có vấn đề. Ngươi ngược lại là có mấy phần tính tình, bất quá cũng không nhìn một chút đây là đang nơi nào, ta Xích Diễm ma tông, chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai. Chờ đó cho ta chính là. Cái này Xích Diễm ma tông đệ tử cũng là có khí phách, nhưng lại biết mình không phải Lịch Phi Vũ đối thủ. Nói thả có khí phách, dưới chân, lại là liên tiếp lui về phía sau, mãi cho đến trong trận pháp, mới dừng lại bước chân. Không biết mùi vị, Lịch Phi Vũ đậu đen rau muống. Đối phương cũng không giận, chỉ là lấy ra truyền âm ngọc phù liên hệ tông chủ nhà mình. Rất nhanh, có ma khí cuốn tới, sau đó hóa thành một tóc hồng, lão già áo đỏ. Hắn trên dưới đánh giá Lịch Phi Vũ, sau đó gật đầu, không sai, là gần nhất thanh danh vang dội cái kia giết người phóng hỏa, bị nhân số lần truy sát Lịch Phi Vũ. Ngươi biết ta? Lịch Phi Vũ lông mày nhíu lại. Hắc, ta Xích Diễm ma tông cái gì không biết? Ngươi trước đó vài ngày cùng người đoạt bảo, cuối cùng giết tất cả mọi người cuồn cuộn mà chạy, chính mình độc chiếm bảo vật sự tình, chúng ta Xích Diễm ma tông đều là nhất thanh nhị sở. Lão già tóc đỏ tự tin cười một tiếng, quệt khóe miệng, tại tán tu bên trong ngươi thật sự là không sai, có thể lẻ loi một mình đi đến tình trạng như thế, cũng coi là đáng quý. Nhưng chỉ bằng như vậy, ngươi còn chưa xứng vì ta tông khách khanh. Có thể có bản lãnh gì? Hừ, Lịch Phi Vũ sắc mặt lạnh dần, tựa hồ bị vạch trần nội tình đằng sau có chút tức giận, lại vẫn nói bản tôn sở hội bản sự như nước biển không thể đo bằng đấu, ba ngày ba đêm đều nói không hết. Thổi mẹ nó đâu, đối diện hai người đều ở trong lòng thầm mắng thổi bức. Lão già tóc đỏ cười ha ha, vậy ngươi liền chọn mấy cái ngươi tinh thông nói. Luyện khí, Lịch Phi Vũ tự tin cười một tiếng, bản tôn có chút kỳ ngộ, được một cái luyện khí truyền thừa, mà lại còn là một vị thượng cổ ma đạo đại năng luyện khí truyền thừa. Bây giờ, bản tôn chẳng những biết luyện khí, mà lại, còn có thể luyện chế ra linh khí đến. Nhất là linh khí này, hay là lấy ma đạo thủ pháp luyện chế, có lẽ hẳn là xưng là ma đạo linh khí càng thêm phù hợp. Loại này ma đạo linh khí, không những có thể huyết tế, luyện chế ra đến, một khi huyết tế nhận chủ đằng sau, cho dù là đệ nhị cảnh tu sĩ, đều có thể phát huy nó toàn bộ uy lực. Hơn nữa, còn có thể thông qua huyết tế chi pháp giảm xuống độ khó luyện chế, tăng lên tỷ lệ luyện chế thành công chờ chút. Bất luận cái gì ma đạo tông môn được bản tôn, đều là như hổ thêm cánh, như thêm một phượng hoàng. Ngươi Xích Diễm ma tông vẫn còn ở đây chọn ba lấy bốn, đạo bản tôn không xứng. Cũng được. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, lại nhìn bản tôn tìm ngươi Xích Diễm ma tông thế lực đối địch gia nhập, sau đó bồi dưỡng bọn hắn, cuối cùng để cho các ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, Lịch Phi Vũ quay người muốn đi. Chậm đã. Lão già tóc đỏ lại là lấy làm kinh hãi, liền vội vàng tiến lên một bước đem nó ngăn lại. Là bổn tông chủ có mắt mà không thấy Thái Sơn, chúng ta Xích Diễm ma tông cần chính là loại nhân tài như ngươi. Bất quá, ngại hay không bộc lộ tài năng để lão phu nhìn một cái. Dù sao, lão phu mặc dù là tông chủ, nhưng Xích Diễm ma tông nhưng cũng không phải lão phu độc đoán, dù sao cũng phải để lão phu đối với những người khác có cái bàn giao. Nói thật dễ nghe, ngươi một cái tông chủ còn không thể định đoạt, nói cho cùng, không phải liền là không tin a? Bất quá cũng không quan hệ. Kế hoạch của ta bước đầu tiên, vốn là lấy được các ngươi chi tín nhiệm. Lịch Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, có gì không thể. Các ngươi chẳng lẽ là muốn để bản tôn ngay tại sơn môn này bên ngoài, như cái kia thế gian khỉ làm xiếc người mãi nghệ bình thường, vì ngươi các loại biểu diễn phải không? Vậy dĩ nhiên là sẽ không, đạo hữu, xin mời đi theo ta. Lão già tóc đỏ vội vàng xin mời Lịch Phi Vũ nhập Xích Diễm ma tông. Ngươi lại nghe kỹ, bản tôn chỉ nói một lần. Trên đường, Lịch Phi Vũ biểu hiện cực kỳ cuồng ngạo, luyện khí vật liệu, các ngươi ra. Đúng đúng đúng. Bản tôn cần ma văn kim,
thiên tinh cỏ, vạn năm huyền thiết cùng khát máu linh kim. A, đây đều là không sai vật liệu luyện khí, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta Xích Diễm Ma Tông có, bổn tông chủ làm chủ, sau đó liền cho ngươi một chút, để cho ngươi buông tay hành động. Tốt. Lịch Phi Vũ sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút, lập tức nói, đúng rồi, không biết tông chủ tục danh. Dễ nói, dễ nói. Bổn tông chủ danh hào Xích Diễm. Cái này Xích Diễm Ma Tông, chính là lấy lão phu tên mà lên. A, Lịch Phi Vũ lại là rất không nể mặt mũi, không phải nghe nói, chính là một đầu Xích Diễm Ma Thú. Đó là bản tôn bản mệnh ma thú. Xích Diễm biểu thị, chính mình cũng gọi Xích Diễm. Lịch Phi Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, các ngươi ngược lại là có ý tứ. Người cùng ma thú cùng tên, ha ha ha. Xích Diễm nhíu mày, sao, muốn chết, nếu không phải lão tử Xích Diễm Ma Tông bây giờ chính là lúc dùng người, chỉ bằng ngươi làm càn như vậy, lão tử đều muốn giết chết ngươi. Ngươi tốt nhất có chút bản sự, nếu không, tất nhiên sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi bản tông. Mặt ngoài, Xích Diễm cười ha ha không quan trọng, trong lòng, lại là đã bắt đầu sinh sát ý. Một lát sau, Xích Diễm Ma Tông, chủ phong, Xích Diễm cùng một đám trưởng lão phân lập bốn phía. Lịch Phi Vũ yêu cầu vật liệu cũng bị đều mang tới, bày ở nó trước mặt. Cũng chính là giờ phút này, Lịch Phi Vũ hơi nhướng mày, trong lòng kinh hãi. Tại những trưởng lão này bên trong, hắn phát hiện một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh. Bất quá, đối phương lại không nhận ra hắn. Bởi vì lúc trước, hắn sử dụng chính là Hàn Lập thân phận. Nhưng hắn lại tại đối phương cảm nhận được Infinite Users chi thuật, khí tức, nhưng giờ phút này thời cơ không thích hợp, không nên nhận nhau. Hắn liền làm vô sự phát sinh. Chưa từng phát hiện bình thường, bắt đầu làm chúng luyện khí. Bất quá nghĩ đến, nàng nên cũng phát giác được ta Infinite Users chi thuật khí tức đi. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Luận thuật luyện khí, Lịch Phi Vũ thực sự tính không được đến cỡ nào cao minh. Hoàn toàn không sánh bằng Hỏa Vân Nhi cùng Hỏa Đức Tông như vậy nước chảy mây trôi, cùng tơ lụa càng là không có nửa điểm liên hệ, một mực gập ghềnh, thậm chí trên đường còn có mấy lần, làm lại. Bất quá Xích Diễm bọn người lại là cũng không ghét bỏ. Bởi vì đây mới là trạng thái bình thường. Hỏa Đức Tông một cái nhị lưu tông môn, vì sao lẫn vào như vậy thoải mái? Cũng là bởi vì người ta có tay nghề, cũng có người quen. Tu sĩ bình thường, có bao nhiêu người có thể lợi hại như vậy? Giống Lịch Phi Vũ giờ phút này chỗ biểu hiện, đã coi như là không tệ. Chỉ ít bọn hắn những người này có một cái tính một cái, tất cả đều không bằng Lịch Phi Vũ vừa rồi biểu hiện. Dù sao cũng là ma tu. Trừ phi là những đại ma đầu kia, mới có thể dần dần bắt đầu chú trọng, dưỡng sinh. Nếu không, không phải đang mạnh lên chính là tại bị truy sát trên đường, tất cả cố gắng cũng là vì mạnh lên, có mấy người biết đi nghiên cứu những này bàng môn tà đạo. Theo bọn hắn nghĩ, Lịch Phi Vũ thủ đoạn luyện khí này, đã rất có, phong thái. Làm lại thế nào, chỉ cần cuối cùng có thể luyện chế thành công, chính là thật bản lãnh, mà tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, linh khí dần dần thành hình. Một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm, không có cái gì loè loẹt ngoại quan, chỉ là nhan sắc yêu dị, trên thân kiếm. Còn có một cái có chút khoa trương rãnh máu, luyện thành một khắc này, rãnh máu đúng là giống như có được sinh mệnh lực đồng dạng tại chậm rãi nhúc nhích. Đây là ma đạo linh khí, cực kỳ khát máu. Giờ phút này mặc dù sơ thành, nhưng lại cũng không hoàn mỹ. Tốt nhất là lấy ma đạo cường giả tinh huyết nuôi nấng cũng nhận chủ, mới có thể phát huy nó lớn nhất uy thế. Lịch Phi Vũ hai mắt nhắm lại, ai đi thử một chút. Ta đến. Mọi người nhất thời đại hỉ, cơ hồ đoạt bể đầu. Nhưng Xích Diễm thân là tông chủ, lại là hừ lạnh một tiếng, cãi nhau còn thể thống gì, đều cho bổn tông chủ tản ra. Việc này, tự nhiên là do bổn tông chủ tự mình giữ cửa ải. Tất cả trưởng lão yên tĩnh, nhưng trong lòng đều đang mắng mẹ. Nói thật dễ nghe, cái gì giữ cửa ải, Mã Đức, chính là muốn linh khí, nói đi thì nói lại, linh khí thứ này, ai không muốn muốn a? Bọn hắn thổn thức, ma tu, luận chiến lực, kỳ thật cũng không yếu. Lại bởi vì công pháp tính đặc thù. Tu vi tăng trưởng tốc độ, ngang nhau thiên phú phía dưới, so phổ thông tu tiên giả còn mạnh hơn ra một mảng lớn đâu. Nhưng các loại di chứng nhưng cũng không thể bỏ qua. Đồng thời, ma tu thủ đoạn khác quá mức cằn cỗi. Cái này cũng liền dẫn đến, bọn hắn những trưởng lão này mặc dù đều là đệ ngũ cảnh thất trọng trở lên cường giả, nhưng trong tay có linh khí, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhất là, ma đạo linh khí bực này thích hợp bọn hắn ma tu linh khí, càng là hiếm thấy. Bọn hắn rất gấp, nhưng bây giờ cũng không cách nào gấp. Chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lịch Phi Vũ. Có hắn tại, không cần phải gấp gáp a. Xích Diễm động tác cực nhanh. Tiếp nhận phi kiếm màu đỏ ngòm chính là một ngụm tinh huyết phun ra, hấp thu tinh huyết đằng sau, phi kiếm này lập tức nở rộ huyết sắc quang mang, uy lực phóng đại, tiện tay thử một lần. Xích Diễm đại hỉ. Tuy là trung phẩm linh khí, nhưng hấp thu tinh huyết đằng sau, uy lực của nó lại không ép tại thượng phẩm. Tốt, ha ha ha, rất tốt. Lịch Phi Vũ,
từ nay về sau, ngươi chính là ta Xích Diễm Ma Tông thủ tịch khách khanh. Tại chúng ta ma tu bên trong, có ngươi như vậy tài hoa luyện khí đại sư, đúng là khó được, ngươi có thể gia nhập chúng ta Xích Diễm Ma Tông, cũng là tông ta may mắn, càng là bổn tông chủ may mắn. Đến, nói đi, ngươi muốn cái gì, thích gì? Bổn tông chủ có thể cho lên, tất cả đều cho ngươi. Lịch Phi Vũ hai mắt nhíu lại, lập tức cười, trong tươi cười tràn đầy tà tính cùng tham lam. Ở bên ngoài sờ soạng lần mò những ngày qua, hắn sớm đã đối với mấy cái này không có gì so quen thuộc, nói là xe nhẹ đường quen không quá đáng chút nào. Loại thời điểm này, cũng không phải khiêm tốn thời điểm a, hỏi ta muốn cái gì chỗ tốt, cái kia nhất định phải, mà lại phải nhiều. Đến tham, không tham, đó chính là rõ ràng nói cho người khác biết chính mình có vấn đề. Dù sao, mọi người chẳng qua là vừa mới quen biết mà thôi, trước đó thậm chí cũng không nhận ra, không tham, không có muốn đòi lấy đồ vật, chẳng lẽ là dựa vào tình cảm đến giúp đỡ sao? Thế nhưng là, mọi người có cái rắm tình cảm, không có tình cảm ngươi còn hấp tấp chạy tới hỗ trợ, không phải có vấn đề là cái gì? Điểm này, Lịch Phi Vũ đặc biệt rõ ràng. Kết quả là, hắn không cần nghĩ ngợi nhân tiện nói, cái kia liền bêu xấu. Ta muốn nguyên thạch mấy triệu, lại phía sau hàng năm cho 10, không trăm. Ta muốn mỹ nữ đệ tử 10 tên, lại nhất định phải là việc tốt. Ta muốn trọn vẹn hơn 10 đầu yêu cầu. Mỗi một đầu nhìn như đều không ngoại hạng, nhưng chung vào một chỗ, nhưng cũng tuyệt đối đủ để cho Xích Diễm Ma Tông đau lòng. Nhưng, Xích Diễm bọn người chẳng những không có sinh khí, ngược lại là cười ha ha. Không sợ ngươi không tham, liền sợ ngươi vô dục vô cầu. Ngươi nếu là vô dục vô cầu, ta lấy cái gì khích lệ ngươi? Lấy chính mình mệnh a. Xích Diễm ôm Lịch Phi Vũ, tiếng cười lạnh lẽo, yêu cầu của ngươi, ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi, nhưng cũng phải lập tức cưỡi ngựa nhậm chức, vì ta Xích Diễm Ma Tông khách khanh. Thay ta tông, luyện chế linh khí. Chuyện nào có đáng gì? Lịch Phi Vũ cười quái dị nói, nếu như các ngươi có thể thỏa mãn điều kiện của ta, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng ta người này chuyện xấu nói trước. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Không nhìn thấy chỗ tốt. Vậy không được, luyện không được, sẽ không. Ha 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 ha. Lịch huynh ngươi a, thật sự là người có tính tình. Nhưng ngươi yên tâm, chuyện nào có đáng gì. Tới, ta cái này liền thực hiện ngươi tất cả yêu cầu, ngươi yên tâm chính là. Ta còn có thể hố ngươi phải không? Xích Diễm gật gù đáp ý, lập tức, liên tiếp thực hiện Lịch Phi Vũ yêu cầu, nhưng hắn cũng lưu lại cái lòng dạ hẹp hòi. 10 cái mỹ nữ đệ tử, trong đó 6 người đều là nó tâm phúc mới đến, mặc dù hoàn toàn chính xác có bản lĩnh, cũng không giống là đến làm nhà mình tông môn người. Nhưng cẩn thận là hơn, lưu cái tâm nhãn chuẩn không sai mà. Bởi vậy, hắn đang cười. Người cười xúc vô hại, nhìn không ra vấn đề gì. Lịch Phi Vũ cũng đang cười. Một chút nhìn qua, không chỉ là người vật vô hại, thậm chí còn có chút ngây thơ. Nhãn tuyến. Trong lòng của hắn cùng gương sáng giống như, ta biết ngươi sẽ an bài nhãn tuyến theo dõi, mà lại, ta vẫn là cố ý cho ngươi cơ hội, để cho ngươi an bài nhãn tuyến theo dõi. Nếu không, ngươi làm sao lại yên tâm tại ta? Ngươi không yên lòng, nếu để cho ta lập xuống đạo tâm lời thề, đây chẳng phải là phiền toái, liền phải cho ngươi cơ hội này, để cho ngươi tự cho là ta hết thảy đều tại ngươi trong khống chế, như vậy, mới có thể yên tâm tại ta, ta, cũng mới có thể buông tay hành động. Trước đó, vài ngày ta dưới cơ duyên xảo hợp thu được mê hồn 72 thức, mới có thể phát huy được tác dụng, sau đó, ta liền có thể tương kế tự kế, trái lại thông qua nhãn tuyến của ngươi, để cho ngươi hai người lại là liếc nhau, tiếp lấy song song cười to. Nhưng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lịch Phi Vũ trong lòng, càng là đã lấy cực kỳ hoàn chỉnh kế hoạch. Tông chủ yên tâm. Ta Lịch Phi Vũ cũng là coi trọng người. Sẽ không giống những cái kia tự xưng là danh môn chính phái, chính nghĩa chi sĩ dối trá chi đồ như vậy. Ta, một cái nước bọt một cái đinh, đáp ứng sự tình tự nhiên sẽ làm được, tốt. Xích Diễm cười nói, cái kia, liền xin mời Lịch Phi Vũ khách khanh ngươi không ngừng cố gắng, thay ta tông nhiều hơn luyện chế một chút tốt nhất linh khí mới là. Đó là tự nhiên, phi kiếm này ta đã cực kỳ thuần thục, chỉ cần vật liệu đầy đủ, không cần quá lâu, liền có thể để cho ta tông sở hữu đệ ngũ cảnh trở lên tu sĩ nhân thủ một kiện, thậm chí hai kiện. Nếu là lại nhiều cho một chút thời gian, chính là người đồng đều kiếm trận cũng không thành vấn đề. Đám người nghe vậy đều là đại hỉ. Nhưng cũng có trưởng lão trầm ngâm nói, cái này tự nhiên là cực tốt, nhưng chúng ta thân là trưởng bối, nhưng cũng không thể chỉ chú ý chính mình. Trong tông môn những cái kia thiên phú hơn người đệ tử, cũng muốn yên tâm. Lịch Phi Vũ cười nói, ta tự sẽ an bài. Vậy dĩ nhiên là cực tốt. Xích Diễm cùng Lịch Phi Vũ kề vai sát cánh, nói khoác qua đi, lại nói bất quá, phi kiếm tuy tốt, nhưng các loại trung quy là ma tu, nếu là ma tu, liền không có không muốn chân chính ma đạo pháp khí. Đúng. Đám người nhao nhao gật đầu. Kỳ thật, chúng ta hay là càng ưa thích tôn hồn cờ.
Đúng a, Lịch Khách Khanh, không biết ngươi đối với luyện chế hồn cờ có thể có đọc lướt qua. Nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta Lịch Khách Khanh cái gì sẽ không? Tất nhiên sẽ. Không sai, Khách Khanh tất nhiên cái gì cũng biết. Còn mẹ nó muốn luyện chế hồn cờ. Luyện chế ra đến để cho các ngươi tàn sát tứ phương, luyện hồn đoạt phách a, Lịch Phi Vũ trong lòng cười lạnh. Ta chính là sẽ cũng không có khả năng cho các ngươi luyện a. Chẳng lẽ lại thật đúng là, cho là ta sẽ thành tâm thực lòng giúp các ngươi luyện chế đồ tốt phải không? Chư vị cũng không cần dùng lời chắn ta, càng không cần như vậy nói khoác, mỗi người tinh lực đều có hạn, ta cũng giống như thế. Ta phải truyền thừa này thời gian còn không lâu, trước mắt sẽ chỉ luyện chế phi kiếm, hồn cờ, nhưng vẫn là không biết, bất quá, bây giờ sẽ không, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không. Cho ta một chút thời gian, ta hảo hảo nghiên cứu một chút, tương lai, chưa hẳn liền luyện chế không ra hồn cờ đến. Chư vị nghĩ như thế nào? Khục, chúng ta cũng không phải là dùng lời chắn ngươi, mà là tại trong lòng chúng ta, Lịch Khách Khanh ngươi vốn là có thủ đoạn như thế. Đúng đúng đúng, coi như hiện tại sẽ không, tương lai cũng là biết. Không nói những thứ này. Xích Diễm vung tay lên, Lịch huynh, tới tới tới, bổn tông chủ vì ngươi an bài một ngọn núi này, chỉ có ngươi cùng 10 vị mỹ nhân. Nếu là ngươi không cho phép, chính là lão phu cũng sẽ không tùy tiện ra vào. Ngươi đều có thể buông tay hành động. Vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Lịch Phi Vũ lộ ra dáng tươi cười. Tốt 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 tốt. Lịch huynh ngươi phong trần mệt mỏi mà đến, tạm thời nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai lại bắt đầu chính thức luyện khí, như thế nào? Cũng tốt. Một lát sau, đám người cáo từ rời đi. Mỗi người thái độ đều vô cùng tốt. Dù sao cũng là người có nghề, thực lực còn không yếu. Tự nhiên sẽ bị người truy phủng vô luận chân tình hay là giả dối, chí ít mặt ngoài đến xem là như vậy. Đối với cái này, Lịch Phi Vũ không ngạc nhiên chút nào. Khách Khanh đại nhân. 10 tên mỹ nữ lúc này bu lại. Đều là ma tu nữ đệ tử, cũng đều là sống mà tốt loại kia, tự nhiên rất rõ ràng chức trách của mình. Chậm đã. Bản tôn thói quen trước đó uống chút rượu nước. Đưa rượu lên đến. Là, đại nhân. Các mỹ nữ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tửu sắc tài vận, tửu sắc không phân biệt thôi. Nhưng mà... Lịch Phi Vũ uống rượu thời điểm, lại là đã âm thầm vận dụng thuật pháp. Mê hồn 72 thức, bốn loạn mê hồn. Không bao lâu, những này nguyên bản tại hầu hạ hắn uống rượu mỹ nữ, chính là nhao nhao ý loạn tình mê, tất cả mọi người lâm vào không cách nào tự kiềm chế bên trong. Thậm chí toàn bộ thế giới đều mơ hồ. Các nàng lẫn nhau triền miên, cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn nào, trong lúc nhất thời, đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Lịch Phi Vũ mặt không đổi sắc, rời khỏi gian phòng này cũng bố trí xuống cấm chế, sau đó, lui sang một bên. Đại thù chưa từng đến báo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái gì mỹ nữ. Sở dĩ muốn những mỹ nữ này, bất quá là lập nhân thiết thôi. Huống chi, cho dù có phương diện này ý nghĩ ma giáo việc tốt nữ đệ tử là, cái gì thành phần, còn cần nhiều lời sao, thật chướng mắt. Bất quá, Lịch Phi Vũ cũng chưa ra ngoài. Hắn vững tin, cách đó không xa tất nhiên có người đang giám thị chính mình, ra ngoài sẽ lộ tẩy. Trốn đi, tự mình làm sự tình của riêng mình liền có thể. Chỉ là, loáng thoáng truyền đến rên rỉ để hắn trợn trắng mắt, lập tức, vất tay bố trí xuống cách âm kết giới, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tu hành. Người này mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng bổn tông chủ còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Các ngươi ai lưu lại, quan sát từ đằng xa, giám thị khác nhất cử khẽ động. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lập tức, trong mọi người số lượng không nhiều nữ trưởng lão một trong thanh âm khàn giọng, cười nói, lão thân đi thôi. Cũng tốt. Tam trưởng lão, ngươi tại chúng ta Xích Diễm Ma Tông nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đi ra sai lầm. Nhưng bây giờ chính là chúng ta Xích Diễm Ma Tông thời kỳ mấu chốt, bổn tông chủ vẫn là phải nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút. Nếu là ở trong khoảng thời gian này gây ra rủi ro, liền xem như ngươi, bổn tông chủ cũng không nể mặt mũi. Tông chủ yên tâm, lão thân minh bạch, ân. Xích Diễm lúc này mới gật đầu, ngươi đi đi. Ngươi có vấn đề. Tam trưởng lão xuất hiện trong sơn động. Cũng vậy. Hoặc là, ta phải nói, ngươi đã đến. Lịch Phi Vũ mở ra hai mắt, nhìn trước mắt lạ lẫm bên trong mang theo một chút khí tức quen thuộc lão thái bà, khẽ nhíu mày. Ngươi đoán được ta sẽ đến? Hay là nói, ta không nên tới? Lão thái bà mặt mũi tràn đầy khe rãnh, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Cảnh giới này nữ tu, hoàn toàn có thể duy trì chính mình thanh xuân diện mạo, còn có thể tùy ý bóp mặt. Nhưng cũng có một số người, bởi vì tâm cảnh có thể là đam mê đặc thù các loại, sẽ không một mực duy trì tuổi trẻ mỹ mạo hình tượng. Mà nếu nàng giờ phút này giống như xấu xí lại hung ác người, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Có nên tới hay không ta ngược lại thật ra cũng không hiểu biết, bất quá, cái này nên cũng không phải là ngươi diện mục thật sự mới là. Lịch Phi Vũ mặt không đổi sắc, truy vấn. Ngươi, không phải cũng là như vậy. Lão thái bà ha ha cười. Như vậy, nói cho ta biết,
ngươi là ai? Vì sao không phải ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là ai? Oanh, cả hai khí tức đồng thời bộc phát, phảng phất đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng cuối cùng, hai người lại đồng thời thu liễm. Lại coi như bộc phát thời điểm, cũng cực kỳ khắc chế. Chưa từng để bộc phát khí tức xông ra sơn động. Xem ra, ngươi không muốn bại lộ. Chẳng lẽ ngươi muốn bại lộ? Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Lại là một trận giằng co, hai người cũng không nguyện ý nhượng bộ. Cuối cùng, hai người song song nhíu mày, cũng thương nghị thỏa hiệp. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão thái bà thâm trầm cười nói, ngươi biết ta vì sao mà đến, không cần như vậy. Ta biết, ngươi cũng biết, nếu như thế, ngươi cần gì phải bày ra này tấm thâm trầm bộ dáng. Muốn hù chết người a? Lịch Phi Vũ về đỗi. Lão thái bà sững sờ, lập tức nói, quen thuộc. Dù sao nàng vốn chính là bộ dáng như thế. Quả nhiên, ngươi cũng không phải là Xích Diễm người Ma Tông. Ngươi đến cùng là ai? A, ngươi vì sao không trước tiên nói? Lão thái bà gật gù đắc ý, thôi, nếu ai cũng không muốn đi đầu bại lộ, vậy thì từ Infinite Users chi thuật bắt đầu nói lên. Ngươi ở đâu học được thuật này? Ngươi lại là từ chỗ nào học được? Thật sao? Lại đòn khiêng lên. Đến cuối cùng, song song thỏa hiệp, cái kia tốt, ta đếm 1, 2, 3, sau đó cùng một chỗ nói, tốt. 1, 2, 3, Lục Minh. Hai người đồng thời lối ra, lập tức sững sờ. Ngươi cũng, chờ chút, ngươi sẽ không phải là, lão thái bà kinh ngạc, Hàn Lập, ngươi là Quý Sơ Đồng. Hai người đều là người thông minh, cũng đều thuộc về cầu đạo bên trong người, đầu óc đương nhiên tốt làm, biết được đối phương cũng là từ Lục Minh chỗ học được Infinite Users chi thuật, lại còn có thể đoán được thân phận của mình, như vậy thân phận của đối phương, tự nhiên là miêu tả sinh động. Thật đúng là ngươi, hai người ngắn ngủi biến trở về bản thể, nhưng rất nhanh, cũng đều biến thành trước mắt thân phận. Quả nhiên. Hai người giật mình lập tức, lại là song song nhíu mày, ngươi chỗ này làm gì? Ngươi lại là đến làm gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Lịch Phi Vũ im lặng, vì sao luôn đòn khiêng lên? Nếu cũng coi là từng có đồng sinh cộng tử kinh lịch người, mà còn có Lục Minh huynh đệ truyền pháp chi tình tại, người ta cũng không phải là địch nhân. Mặc dù không đến mức biết gì nói nấy, nhưng những cái kia không tính quá mức lời nói, lại là có thể rộng mở tâm sự mới là. Đúng là như thế, là ta quá cẩn thận. Ra vẻ lão thái bà Quý Sơ Đồng thổn thức. Dù sao trước đó đều là một mình ta xâm nhập hang hổ, tại cái này Xích Diễm Ma Tông bên trong không cẩn thận, cẩn thận một chút, chỉ sợ chết cũng không biết là thế nào chết. Vậy ngươi vì sao tới đây? Lịch Phi Vũ hỏi thăm. Báo thù. Quý Sơ Đồng hít sâu một hơi, nói ta đã hơn 300 tuổi, nhưng ở hơn 20 năm trước, dù là ta không cách nào đột phá đệ nhị cảnh, chỉ là đệ nhất cảnh tu sĩ, cũng vẫn như cũ qua cực kỳ tốt. Chỉ vì ta sinh ra ở một cái không lớn không nhỏ tu tiên trong gia tộc. Cha ta, hay là gia chủ, có hắn tại, có gia tộc tại, mặc dù ta là không có chút thiên phú nào người bình thường, cũng có thể giàu có cả đời. Nhưng, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên 20 năm trước đêm mưa kia. Nàng hai mắt nheo lại, trừ ta ra, toàn tộc mất sạch. Cha ta, mẹ ta, vì để cho ta chạy thoát, liều chết bảo vệ, lại song song thảm tao ách nạn. Từ một ngày kia trở đi, ta liền chỉ có một mục tiêu. Báo thù. Vì báo thù, ta có thể bỏ ra hết thảy. Cho dù là cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Đáng tiếc, thực lực của ta quá yếu. Đệ nhất cảnh tu sĩ, cái gì cũng làm không được, thậm chí muốn sống sót đều cực kỳ khó khăn. Bởi vậy, ta trở thành một cái tiểu thương phiến, du tẩu cùng từng cái phường thị ở giữa, chỉ ít so ra mà nói, trong phường thị tương đối an toàn chút. Vốn định nhiều tích lũy một chút tài phú, sau đó dựa vào tài phú nghĩ biện pháp báo thù. Thẳng đến trước đó lần kia gặp phải nói đến đây, Quý Sơ Đồng dừng một chút. Lần kia, ngươi cũng tại, phía sau ngươi cùng ta cùng Lục Minh phân biệt đằng sau, lại phát sinh một chút sự tình. Quý Sơ Đồng gương mặt nóng lên. Cũng chính là giờ phút này ngụy trang thành một cái xấu xí lão thái bà, nếu không, tất nhiên sớm đã mặt đỏ tới mang tai. Tóm lại, ta từ Lục Minh nơi đó đổi được một chút cơ duyên, để cơ hồ tuyệt vọng ta. Một lần nữa có được truy tìm năm đó chân tướng lại báo thù dũng khí. Căn cứ ta mấy năm này dò xét, ta vững tin, năm đó diệt tộc mối thù. Cùng Xích Diễm Ma Tông thoát không khỏi liên quan. Bất quá ta thực lực còn chưa đủ, cho nên tìm cơ hội đánh lén đánh giết thứ ba trưởng lão, cùng sử dụng Infinite Users chi thuật hóa thành nó bộ dáng, lẫn vào Xích Diễm Ma Tông chậm chậm mưu toan. Ngươi đây, lại tới đây làm gì? Nói xong tự thân kinh lịch, Quý Sơ Đồng nhìn về phía Lịch Phi Vũ. Người sau giật mình gật đầu, lập tức nói, thì ra là thế. Về phần ta hắn hít sâu một hơi, nói đến, ngược lại là cùng là người lưu lạc thiên nhai. Giờ phút này, Lịch Phi Vũ có chút hoảng hốt, càng có một loại đồng bệnh tương liên số mệnh cảm giác, sau đó cười khổ nói, ta cũng là đến báo thù. Lại đồng dạng là toàn tộc mối thù.
Quý Sơ Đồng, ta nói rõ sự thật, ngươi lại như vậy lừa gạt tại ta. Nàng không cho rằng có trùng hợp như vậy sự tình. Hai người đều ngụy trang chui vào Xích Diễm Ma Tông. Cũng là vì báo thù. Phục cũng đều là toàn tộc mối thù. Cái này cũng không khỏi quá xảo hợp một chút. Ta lời nói tất cả đều là thật. Bất quá, gia tộc của ta lại không phải là tu tiên gia tộc, mà là phổ thông sơn thôn thợ săn. Lịch Phi Vũ than nhẹ, mặc dù không muốn xé rách vết sẹo, nhưng giờ phút này nếu hai người mục đích giống nhau, tự nhiên có thể hợp tác. Khi Lịch Phi Vũ kể xong kinh nghiệm của mình, Quý Sơ Đồng thần sắc khẽ biến, nói như thế, người ta cũng là xem như đồng bệnh tương liên. Hoàn toàn chính xác. Lịch Phi Vũ cười khổ, chỉ là, cái này cũng không khỏi thật trùng hợp chút. Là rất khéo, nhưng có lẽ cũng chưa chắc. Căn cứ ta những ngày này hiểu biết tình huống đến xem, lúc trước ta Quý gia hủy diệt, mặc dù là Xích Diễm Ma Tông ra tay, nhưng thủ phạm thật phía sau màn lại một người khác hoàn toàn. Bọn hắn, chỉ là quân cờ. Người sau lưng, mới là thủ phạm thật phía sau màn. Ta cũng tra được cùng loại manh mối, chỉ là tạm thời còn không cách nào xác định, cũng không biết sau lưng nó người đến tột cùng là ai, có thể là thế lực nào. Lịch Phi Vũ kinh ngạc. Vậy mà lại đối đầu. Sẽ không phải, mối thù của ta và ngươi người, đều là cùng một người đi. Chưa hẳn không có loại khả năng này. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy không hợp thói thường, nhưng suy đi nghĩ lại, hai người mình quan hệ mặc dù không coi là nhiều tốt, nhưng cũng còn không đến mức lẫn nhau lừa giết. Cho nên, đối phương không có lý do lừa gạt mình. Đã như vậy, tự nhiên hay là có thể tin. Ngươi sao ta tới trước một đoạn thời gian, có thể có phát hiện gì? Hoặc là nói, kế hoạch của ngươi là cái gì? Lịch Phi Vũ truy vấn. Kế hoạch của ta? Thực lực của ta không đủ, nếu không đã sớm đem toàn bộ Xích Diễm Ma Tông đều giải quyết, cũng đối với nhân vật mấu chốt dùng hình. Thẩm vấn. Truy tra thủ phạm thật phía sau màn. Nhưng cũng chính là bởi vì thực lực còn chưa đủ. Cho nên, ta chỉ có thể chậm chậm mưu toan, từng cái đánh tan. Một khi có cơ hội, liền hố chết, ám sát một người trong đó hoặc mấy người, dần dần phân hóa. Nếu ngươi, không phải nửa cái người một nhà ta thậm chí còn có thể nghĩ biện pháp giết mấy người, sau đó giá họa tại trên đầu của ngươi, ân. Không đối. Quý Sơ Đồng đột nhiên biến sắc, cũng lui ra phía sau mấy bước, ngươi nói mình là đến trả thù, có thể ngươi lại muốn vì bọn hắn luyện chế linh khí. Nàng đột nhiên cân nhắc đến điểm này. Cái này hiển nhiên không thể nào nói nổi. Nơi đó có đến trả thù còn vì đối phương cung cấp vũ khí. Đây là tới trả thù a, đây rõ ràng là tư địch. Ngươi quả nhiên đang gạt ta. Đừng nóng vội, càng đừng hiểu lầm. Lịch Phi Vũ buông tay, nói ngươi nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài mà thôi. Ta đích xác sẽ vì bọn hắn luyện chế linh khí, nhưng ta sẽ vì bọn hắn luyện chế, chỉ có, hút máu kiếm. Hút máu kiếm, chính là vừa rồi ngươi luyện chế linh khí phi kiếm. Quý Sơ Đồng vẫn chưa từng buông lỏng cảnh giác. Không sai, cái kia hút máu kiếm thật là linh khí, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, lại chỉ là thứ phẩm linh khí. Đồng thời, ta tại luyện chế thời điểm, còn động một chút tay chân. Ngày bình thường còn tốt, một khi động thủ, bọn hắn liền sẽ phát hiện, những linh khí này phi kiếm uy lực cực thấp, kém xa bình thường linh khí. Muốn để nó phát huy uy năng mạnh hơn, liền muốn rót vào tự thân tinh huyết gia trì, lại nhất định phải liên tục không ngừng, mới có thể bảo trì thứ nhất thẳng có được bình thường linh khí chi uy. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ta mới đem mệnh danh là hút máu kiếm. Đúng là như vậy. Quý Sơ Đồng hơi kinh hãi, nói như thế, bọn hắn có được hút máu kiếm càng nhiều, suy yếu liền càng lợi hại. Chính là như vậy. Lịch Phi Vũ gật đầu, có lẽ động thủ mới bắt đầu bọn họ đích xác sẽ càng mạnh mấy phần, nhưng chỉ cần chống nổi 3 năm chiêu, bọn hắn liền sẽ bởi vì tinh huyết bị thôn phệ mà biến tướng suy yếu. Nếu là có hút máu kiếm đủ nhiều, thí dụ như tạo thành kiếm trận, càng là có khả năng tại chính bọn hắn cũng không từng phát giác tình huống dưới bị hút khô, chiến lực giảm mạnh. Cái này, chính là ta muốn làm. Cũng là cơ hội của ta. Nguyên bản ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng ngươi nếu tính nửa cái người một nhà, nói cho ngươi cũng không sao, vừa vặn, có thể ngươi ta phối hợp lẫn nhau. Ta đang suy nghĩ, có thể như vậy hắn thấp giọng. Quý Sơ Đồng nghe xong, không khỏi hai mắt sáng lên, có thể thực hiện. Nếu như thế, vậy chúng ta liền mỗi người quản lý chức vụ của mình đi. Lịch Phi Vũ cười cười. Cái kia, kế hoạch của ta tạm thời thả một chút. Không, ngươi phải tiếp tục giết, có cơ hội liền lừa giết, thậm chí, tại thời cơ chín muồi đằng sau, ngươi còn có thể cố ý vu oan đến trên người của ta, để cho ta cùng Xích Diễm Ma Tông đối đầu. Sau đó, ngươi lại ý kế hành sự. Cái này ngược lại là cũng có thể. Chỉ là kể từ đó, ngươi phải chịu phong hiểm rất lớn. Quý Sơ Đồng hơi có chần chờ. Không sao. Lịch Phi Vũ không thèm quan tâm nói. Ngươi vì báo thù, tình nguyện bỏ ra, từ bỏ hết thảy, ta sao lại không phải như vậy? Chỉ bất quá, ta còn có một việc muốn làm, đang làm đến trước đó, cũng sẽ không dễ dàng buông tha, chết đi cũng được.
hắn còn muốn trở lại Lãm Nguyệt Tông, trở về hiếu kính sư tôn, vì tông môn phát triển tận một phần lực. Nói đến, cái này hút máu kiếm ý nghĩ, hắn hay là từ Lãm Nguyệt Tông lấy được dẫn dắt. Bát tự huyết sát kiếm thuật, cái đồ chơi này, chính là chính mình phun tinh huyết tăng cường kiếm chiêu uy lực. Đồng thời, hắn hiểu rõ đến một loại kim loại cần làm luyện khí lúc, tại kích thương địch nhân đằng sau, có thể cưỡng ép hấp thụ nó tinh huyết. Nếu là đối phương không phản kháng, thậm chí có thể đem nó hút thành người khô, hắn đem cả hai kết hợp, một suy nghĩ. Như vậy, có thể hay không dùng ngược lại, không hút máu của người khác, chỉ hút chính mình máu. Nhìn như rất ngu, nhưng là nếu như hút máu của mình liền có thể bộc phát ra càng mạnh uy thế đâu. Trong thời gian ngắn, chỉ cần sử dụng số lần không nhiều, ma tu hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy phát hiện tai hại mới là. Lại ma tu vốn là động một chút lại liều mạng, phun máu có thể là vận dụng đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 thủ đoạn. Bởi vậy, chỉ cần không phải vận khí quá kém, chính mình liền có thể dùng biện pháp này lừa gạt Xích Diễm Ma Tông tín nhiệm, sau đó tìm cơ hội cho bọn hắn toàn bộ cả hư thoát. Tiếp lấy, chính là chính mình đại triển thân thủ thời điểm. Bất quá, còn phải tìm cơ hội bố trí xuống trận pháp để phòng vạn nhất. Còn có chính là, đầu kia Xích Diễm Ma Thú. Lịch Phi Vũ hai mắt nhắm lại. Về phần như thế nào đối phó Xích Diễm Ma Thú, hắn cũng có ý tưởng. Hôm sau, 10 cái mỹ nữ mỏi mệt cùng Tô Sảng cùng tồn tại, chậm rãi từ trên giường bò lên, sau đó nhao nhao thầm mắng, vị này khách khanh đại nhân thật sự là gia súc. Cầm thú A, dày vò chúng ta một đêm, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Còn nhiều thời gian, hắn gấp cái gì? Làm ta hiện tại động một chút đều đau đâu. Các nàng nói thầm lấy, nhỏ giọng đậu đen rau muống. Cũng có người nói, đây chính là khách khanh đại nhân, thực lực mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không quan tâm chúng ta ý nghĩ, huống chi, có thể hầu hạ khách khanh, đã là chúng ta chi phúc phận, chớ có lòng sinh lời oán giận. Vị nào tỉ muội nguyện ý cùng ta cùng nhau đi xem một chút, ở một bên hầu hạ khách khanh đại nhân. Để ta đi. Trong đó 5 người liên tiếp đứng dậy. Các nàng đều là nhãn tuyến, tự nhiên muốn nhớ kỹ chính mình nội tâm làm việc. Chỉ là, trong lòng các nàng cũng là đang thầm mắng Lịch Phi Vũ không phải người. Vậy mà đem chính mình đánh thành dạng này, đi đường cũng khó khăn, lại mệt mỏi quá phận, dù là chính mình là chuyên nghiệp đều gánh không được a. Một lát sau, các nàng cẩn thận từng ly từng tí tìm được Lịch Phi Vũ, lại phát hiện đối phương ngay tại luyện khí, lập tức trong lòng vui mừng. Đại nhân, không biết có thể cần ta các loại làm những gì? Có thể là ngay tại một bên chờ lấy. Chờ lấy chính là, Lịch Phi Vũ thản nhiên nói, bản tôn tại luyện khí, không được tùy ý quấy rầy. Là, đại nhân, các nàng vội vàng đáp ứng. Đồng thời, cũng không khỏi buông lỏng rất nhiều. Lịch Phi Vũ rất cần cù chăm chỉ. Dòng dã một ngày đều tại luyện khí, cơ hồ chưa từng ngừng. Chỉ là xác suất thành công không thế nào cao. Lại còn để các nàng chạy một chuyến, đi nhiều lấy chút vật liệu tới, các nàng tự nhiên làm theo. Ngày kế, cũng là luyện chế thành công ra 3 thanh hút máu kiếm, chỉ là, trọn vẹn thất bại 7 lần. Bóng đêm dần dần sâu. Đem phi kiếm giao cho các nàng sau, Lịch Phi Vũ nói đưa đi cho tông chủ đi. Sau đó lập tức gấp trở về, bản tôn cần buông lỏng, là lục nữ vừa yêu vừa hận, vừa vui lại sợ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, liền nhận lấy phi kiếm, quay người rời đi. Chỉ là, các nàng còn chưa đi mấy bước, liền nghe Lịch Phi Vũ lẩm bẩm nói, ai, vì sao xác suất thành công như vậy thấp? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là thực lực của ta quá thấp, đạo hỏa quá yếu, dẫn đến tạp chất quá nhiều bố trí? Là, hẳn là đích thật là như vậy. Nếu là có càng mạnh hỏa diễm thuận tiện, càng mạnh hỏa diễm, đi đâu tìm đâu, a, Xích Diễm Ma Thú. Bổn mạng của nó Xích Diễm tất nhiên viễn siêu ta sở tu ra đạo hỏa. Nếu là có thể để nó giúp ta luyện khí, tất nhiên sở trường gấp rưỡi. Đáng tiếc ai, không thành, Xích Diễm Ma Thú thế nhưng là bản tông chấn tông thần thú, can hệ trọng đại, sao lại giúp ta luyện khí. Thôi, từ từ sẽ đến đi. Tả hữu bất quá nhiều thất bại mấy lần, hiệu suất thấp hơn một chút mà thôi. Chúng nữ lỗ tai dựng thẳng lên, bất động thanh sắc rời đi. 3 thanh. Thất bại 7 lần. Tiếp nhận phi kiếm, Xích Diễm mặt lộ vẻ vui mừng. Một ngày 3 thanh, vị này Lịch Phi Vũ ngược lại là chịu khó, lại là cái có bản lĩnh thật sự người a. Về phần thất bại 7 lần, nếu là đổi thành ta các loại, chính là thất bại 70 lần, cũng chưa chắc có thể luyện ra a, tự nhiên không có vấn đề gì cả. Mau trở về đi thôi, nếu hắn để cho các ngươi hầu hạ hắn, liền nhất định phải làm cho hắn thư thư phục phục. Nếu là hắn có nửa điểm không vui bổn tông chủ lột da các của các ngươi. Lục nữ vội vàng quỳ xuống xưng là. Lại nói tiếp, thế nhưng là, tông chủ, chúng ta nghe được khách cần đại nhân nam ni, nói là còn có thể đề cao hiệu suất cùng xác suất thành công. Còn có thể đề cao. Nhanh chóng nói tới. Hôm sau, sáng sớm, Xích Diễm cười ha hả mang theo,
Xích Diễm, đi vào Lịch Phi Vũ chỗ ngọn núi bên ngoài, Lãng Tiếu đạo, Lịch huynh mau mau đi ra, cho ta là huynh đệ ngươi giới thiệu một phen. Chương 151 y kế hành sự Lịch Phi Vũ báo thù diệt tông. Lịch Phi Vũ thần thức quét qua, khóe miệng tùy theo câu lên. Tông chủ, Lịch Phi Vũ quần áo không chỉnh tề bay ra động phủ, có chút kinh ngạc, a, ngài bên cạnh vị này chính là Xích Diễm ma thú. Không sai. Xích Diễm cười to nói, nó chính là Xích Diễm ma thú, ta Xích Diễm tông mảnh địa giới này, tất cả hỏa diễm, đều là xuất từ nó chi miệng, nếu bàn về khống chế hỏa diễm, chúng ta toàn bộ Xích Diễm ma tông, vô xuất kỳ hữu giả. Lợi hại. Lịch Phi Vũ sợ hãi thán phục, nói Xích Diễm ma thú đại danh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, làm cho người sợ hãi thán phục, không nói mặt khác, vẻn vẹn cái này giống như hổ không phải hổ, tựa như voi không phải tượng, giống như sư không phải sư. Giống như báo phi báo uy mãnh bề ngoài, chính là đủ để chấn kinh thế nhân. Bội phục, bội phục. Xích Diễm ma thú không khỏi ngửa đầu, phì mũi ra một hơi, cũng phun ra hai đầu hỏa xà. Xích Diễm lại là có chút cứng đờ. Lời nói này, chợt nghe chút ngược lại là không có tâm bệnh, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, lại chỗ nào đều là lạ. Thế nào làm sao nghe làm sao giống, như là đang mắng ta nhà đại bảo bối tạp chủng đâu. Nhưng cúi đầu xem xét, Xích Diễm ma thú cái kia không gì sánh được thụ dụng thần sắc. Hắn liền cũng nói không ra lời gì tới, chỉ có thể nói, Lịch huynh nói cực phải. Xích Diễm thế nhưng là ta huynh đệ sinh tử, so đồng bào cùng một mẹ huynh đệ còn muốn thân. Ta cùng nó không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử, giữa chúng ta tình cảm sớm đã siêu việt hết thảy, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ thôi. Ta ngược lại thật ra cũng không muốn nói khoác những này. Xích Diễm cười cười, nhưng mà, Lịch huynh, ngươi không tử tế a? Cớ gì nói ra lời ấy a? Lịch Phi Vũ biểu thị không vui. Đừng nóng vội, ý của ta là, ta nghe người ta nói, luyện khí cùng hỏa diễm thế nhưng là có cực lớn quan hệ, ngươi cũng biết, Xích Diễm có Xích Viêm rất là lợi hại, ngươi lại để đó không cần chẳng lẽ, là muốn cố ý kéo chậm vì ta tông luyện khí tiến độ phải không? Hắn cười ha ha nói, nếu là như vậy, bổn tông chủ nhưng muốn nói nễ không tử tế. Này cũng không phải là cố ý. Lịch Phi Vũ trong lòng mừng rỡ, trên mặt lại là mang theo một chút xấu hổ, nói chỉ là... Xích Diễm ma thú chính là tông ta chấn tông ma thú, địa vị sao mà cao. Còn có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn, ta sao dám tùy ý chỉ huy. Nhưng nếu là tông chủ buông lời, lại Xích Diễm ma thú nguyện ý, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ta cầu còn không được. Thì ra là thế, ha ha ha, đó là bổn tông chủ trách oan ngươi. Về phần phối hợp, vậy dĩ nhiên là phối hợp. Chúng ta là thân huynh đệ, bản tông sự tình, chính là huynh đệ của ta sự tình, nó tất nhiên sẽ tận tâm tận lực, không phụ nhờ vả. Theo ta thấy, kể từ hôm nay, các ngươi liền cùng nhau hợp tác luyện khí, đem hiệu quả và lợi ích tối đại hóa. Vừa vặn rất tốt, nhìn như đang thương lượng. Nhưng Xích Diễm cười tủm tỉm vuốt ve Xích Diễm ma thú phần cổ lông tóc, trên mặt cái kia tiếu lý tàng đao chỉ, rõ rành rành. Vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Lịch Phi Vũ biểu hiện có như vậy một chút khó chịu, nhưng rất nhanh bị che giấu đi qua. Xích Diễm để ở trong mắt, ý cười càng tăng lên. Khó chịu, ngươi khó chịu là được rồi. Ngươi khó chịu, ta thoải mái. Phía sau, Lịch Phi Vũ bắt đầu bận rộn. Xích Diễm ma thú đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, nghe lệnh làm việc, ngay từ đầu, nó rất bình tĩnh, cũng rất nhẹ nhàng. Không phải liền là phun châm lửa, luyện khí a, bản đại gia tùy tiện đánh cái nấc, phun một chút lửa liền đủ ngươi chơi, ngay từ đầu cũng đích thật là như vậy. Nhưng rất nhanh, nó yên lặng đậu đen rau muống, tên nhân loại này thực đáng ghét. Thất bại. Làm sao còn sẽ thất bại? Chẳng lẽ là hỏa diễm nhiệt độ không đủ, có thể là hỏa diễm quá nhỏ. Lịch Phi Vũ tại nói thầm, nghe hắn chất vấn, Xích Diễm ma thú nổi giận, ta hỏa diễm, há lại cho ngươi đến chất vấn, oanh. Lần nữa luyện khí, nó phun ra hỏa diễm uy lực trọn vẹn tăng lên gấp 3 có thừa. Nhưng, vẫn thất bại. Chẳng lẽ còn là không đủ. Lịch Phi Vũ nhìn về phía Xích Diễm ma thú, thú ca, hỏa diễm nhiệt độ còn có thể lại cao hơn chút. Xem thường ai đây? Một tiếng thú ca, để nó rất thoải mái, nhưng phía sau hỏi thăm, lại làm cho nó lại lần nữa cảm nhận được bị nghi ngờ, 10 phần khó chịu, oanh, thất bại, lại cao hơn chút, oanh, lần nữa thất bại, lại cao hơn chút đúng không? Người tiếp hảo, oanh, 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 vẫn thất bại, Xích Diễm ma thú tê. Đến cuối cùng, trực tiếp đem bản mệnh Xích Viêm phun ra, lần này, ngược lại là thành công, mà lại nước chảy mây trôi, hiệu quả vô cùng tốt. Xích Diễm ma thú rốt cục yên lòng, quả nhiên, chính mình hay là làm được. Nếu không vậy cỡ nào mất mặt a, lại không ngờ tới, đây chỉ là ác mộng bắt đầu. Chính là ngọn lửa này, thật là khéo, thú ca lợi hại. Thú ca, một lần nữa. Thú ca ngươi vẫn được sao? Thú ca, có thể hay không lớn hơn chút nữa?
ta muốn tăng lên hiệu suất, một lần luyện chế 2 cái phi kiếm, có thú ca người tường trợ nói, nhất định có thể. Đối với, chính là như vậy thú ca, lại lớn. Lịch Phi Vũ không chút nào keo kiệt chính mình tán dương. Xích Diễm ma thú nguyên bản cảm thấy rất là mỏi mệt, nhưng khi những này tán dương thanh âm lọt vào tai, nó lại cảm giác mình tựa hồ có dùng không hết khí lực, phun không hết bản mệnh xích viêm. Mà một ngày này xuống hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Trọn vẹn 20 mấy thanh phi kiếm, Xích Diễm sau khi biết được, cao hứng bừng bừng, gọi thẳng lợi hại. Đồng thời, cũng là lại lần nữa tán dương Xích Diễm ma thú. Vốn định dẫn nó đi về nghỉ, nhưng chưa từng nghĩ Lịch Phi Vũ nói, tông chủ chậm đã, nếu giờ phút này trạng thái tốt như vậy, cần gì phải ngừng đâu. Chúng ta đều là người tu tiên, đừng nói là một đêm không nghỉ ngơi, chính là 10 năm 8 năm lại có làm sao. Chúng ta tiếp tục, miễn cho quên đi thời khắc này trạng thái, ngày mai lại lãng phí một chút vật liệu. Dù sao, chúng ta cũng còn đi, đúng không, thú ca. Lịch Phi Vũ ánh mắt chân thành tha thiết. Chính cho là mình rốt cục giải thoát, có thể nghỉ ngơi Xích Diễm ma thú lập tức trừng mắt. Ta đi. Cái gì gọi là tạm được? Ngươi cũng đi, ta dựa vào cái gì không được? Thú được, không thể nói chính mình không được. Vậy là tốt rồi, chúng ta tiếp tục. Lịch Phi Vũ đại hỉ, tranh thủ đêm nay lại làm hắn 50 thanh phi kiếm đi ra, là chúng ta tông môn góp một viên gạch, để chúng ta tông môn thực lực nâng cao một bước. Lời vừa nói ra, Xích Diễm ma thú trong lòng lập tức hiện lên sau một lúc hối hận. Nhưng cuối cùng, nó hay là lựa chọn trầm mặc, gia châu đều đã thổi ra đi. Chính là chảy nước mắt cũng không thể sợ a. Sau đó, nó liền thời khắc thân ở tại trong nước sôi lửa bỏng. Mỗi khi muốn nghỉ ngơi, muốn từ bỏ, cũng sẽ ở Lịch Phi Vũ từng tiếng khích lệ bên trong mê thất bản thân, sau đó điên cuồng phun lửa, phun, cũng đều là bản mệnh yêu hỏa. Mặc dù cái đồ chơi này có thể khôi phục, nhưng lại muốn tiêu hao tự thân năng lượng, lại tiêu hao rất nhiều. Thời gian dài tiếp tục, dù là Xích Diễm ma thú toàn lực ứng phó hấp thu thiên địa nguyên khí khôi phục đều là hạt cát trong sa mạc, căn bản không kịp. Liên tiếp mấy ngày đi qua, Xích Diễm ma thú toàn thân ảm đạm vô quang, đều cơ hồ sắp hư thoát. Ta không được. Xích Diễm ma thú rốt cục sợ. Nó sụi lơ trên mặt đất, toàn thân lông tóc khô cạn, mất đi quang trạch, thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy phí sức. Từ xuất sinh đến bây giờ, liền không có mệt mỏi như vậy qua. Tất cả mọi người là công, thân là công, ngươi sao có thể nói mình không được. Lịch Phi Vũ lại là gật gù đắc ý. Thú ca, ngươi đứng dậy a thú ca, ta tin tưởng ngươi thú ca, đứng lên, chúng ta tiếp tục làm. Ta là mẹ nó. Xích Diễm ma thú vô lực chửi rủa, ngươi mẹ nó hay là người a ngươi? Ngươi không mệt ta mệt mỏi a. Phun lửa chính là ta, ngươi đương nhiên tinh lực dồi dào, nhưng lão tử đều nhanh mệt chết. Huống chi ta nói ngươi tiểu tử đến cùng là nghĩ thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết lười biếng a? Ngươi chỉ là một khách khanh, lại mẹ nó không phải Xích Diễm ma tông tông chủ hoặc trưởng lão, bỏ công như vậy làm gì? A, ngươi vụng trộm lười, từ từ sẽ đến, không được sao? Lúc này mới mấy ngày a, ngươi cũng đã luyện chế mấy trăm thanh linh khí phi kiếm, còn mẹ nó không đủ. A, coi như không đủ, ngươi nghỉ một chút được hay không? Ngươi đến cùng tại gấp cái gì a ngươi? Vội vàng đi đầu thai sao? Hay là vội vã trở về cho ngươi lão nương tống chung? Bản đại gia liền không có gặp qua như ngươi loại này người ngu, chẳng lẽ ngươi nghĩ mãi mà không rõ, là một cái tay dựa nghề ăn cơm khách khanh, nhất định phải nắm tốt một cái độ. Ngươi không biết ngươi càng sớm hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ càng sớm mất đi giá trị sao? Ngươi đến làm cho bọn hắn xin ngươi a. Xích Diễm ma thú là chân khí a, nếu không có ta mẹ nó mệt gần chết, cơ hồ không bò dậy nổi, lão tử cao thấp đến cho ngươi đến hai bàn tay, đánh tới ngươi gọi ba ba. Đơn giản quá mẹ nó ngu xuẩn, ngu xuẩn như heo mẹ già, không đối, heo mẹ già đều không có ngu xuẩn như thế. Chúng ta những này thú đều có thể nghĩ rõ ràng sự tình, chẳng lẽ ngươi nghĩ mãi mà không rõ? Cái này không kéo con bê sao cái này? Thú ca, ngươi sao có thể nói như vậy ta? Ta thương tâm. Lịch Phi Vũ trong lòng sát ý dần dần lên, trên mặt lại là thở dài, chẳng lẽ ta chăm chú cũng có lỗi sao? Chăm chú không sai, nhưng người mẹ nó kéo lên bản đại gia làm gì? Ngươi không muốn sống, ngươi không muốn nghỉ ngơi, bản đại gia muốn. A thì ra là thế. Lịch Phi Vũ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói, bất quá thú ca, có câu nói ngươi nói sai. Lời gì? Ta làm sao lại vội vàng đi tham gia lão nương ta hôn lễ đâu? Lão nương ta đã sớm chết. Xích Diễm ma thú, giờ khắc này, nó có chút mộng bức, cũng có chút tự trách. Ta nói chuyện có phải hay không quá lớn tiếng, ta mẹ nó thật đáng chết a. Nói cho cùng, người ta một ngoại nhân vì Xích Diễm ma tông liều mạng như vậy, ta thân là người một nhà, vẫn còn mắng người ngoài này quá chịu khó, quá phấn đấu, cái này không thể nào nói nổi. Thật không thể nào nói nổi, khục. Xích Diễm ma thú có chút ít lúng túng nói,
Kia cái gì, ngươi đừng để trong lòng, ta là súc sinh thôi, ngươi biết, cho nên không quá biết nói chuyện cũng là có thể thông cảm được. Ngươi chờ ta nghỉ ngơi một đêm, liền một đêm. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau luyện khí. Như thế nào? Cũng tốt. Lịch Phi Vũ gật đầu, lập tức lại nói, bất quá nói đi thì nói lại, thú ca, ngươi có một câu nói đúng. Lời gì? Xích Diễm Ma Thú hơi sững sờ. Nó giờ phút này quá mệt mỏi, cảm giác mình ngay cả nhấc nhấc tay cánh tay cũng khó khăn, đầu cũng là rất nặng, hỗn loạn, cơ hồ mê man, suy nghĩ cũng là hỗn loạn rất nhiều. Lịch Phi Vũ nhưng lại chưa trước tiên đáp lại, mà là chậm rãi tới gần, giống như là muốn cùng thì thầm. Nhưng cùng lúc, hắn đang cùng Quý Sơ Đồng thần thức câu thông. Như thế nào? Nơi xa, Quý Sơ Đồng nhận được đáp lại, ngay tại tới trên đường, ngươi lại chuẩn bị kỹ càng. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, sau đó, liền nhìn ngươi. Lịch Phi Vũ hồi phục. Lập tức, song phương không còn liên lạc, mà là dựa theo kế hoạch làm việc. Quý Sơ Đồng hơi biến sắc mặt, nói đại trưởng lão, mau đi xem một chút, vừa rồi ta được đến tin tức, Xích Diễm Ma Thú tựa hồ xảy ra vấn đề, cũng không biết cái kia Lịch Phi Vũ đã làm những gì. Lại có việc này. Xích Diễm Ma Tông đại trưởng lão hơi biến sắc mặt, đi. Hai người lúc này khởi hành, một trước một sau, bằng nhanh nhất tốc độ xông ra. Một bên khác, Lịch Phi Vũ mặt mũi tràn đầy thổn thức, ôm Xích Diễm Ma Thú cổ, cũng tiến đến nó bên tai, khẽ thở dài, kỳ thật cũng không phải bí mật gì, đó chính là, hoàn toàn chính xác vội vàng đi đầu thai, ân. Đây là ý gì? Xích Diễm Ma Thú sửng sốt. Hoàn toàn chính xác vội vàng đi đầu thai. Cái quỷ gì? Đây không phải là ta thuận miệng mắng a? Cái này thế nào thật đúng là muốn đi đầu thai? Ngươi hẳn là ngày giờ không nhiều. Xích Diễm Ma Thú thuận miệng hỏi thăm. Cái đề tài này, quả thực đưa nó lòng hiếu kỳ cong lên. Không không không. Vội vàng đi đầu thai không phải ta, cho nên, ngày giờ không nhiều, cũng không phải ta. Lịch Phi Vũ lắc đầu liên tục. Đó là ai? Xích Diễm Ma Thú hỗn loạn, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Đó là đương nhiên là, thú ca ngươi rồi, phốc. Không có chút nào phòng bị lại cực độ mỏi mệt, mệt nhọc phía dưới Xích Diễm Ma Thú còn chưa kịp có bất kỳ động tác, liền cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, lại mấy đạo cảm giác lạnh như băng truyền khắp toàn thân. Còn không đợi nó nghĩ lại, bỗng cảm giác não nhân mà đau nhức kịch liệt. Phốc phốc, một thanh phi kiếm, đem nó đầu lâu đóng xuyên. Tứ chi, thân thể, nội tạng, yêu đan đồng dạng tất cả bị một thanh phi kiếm đóng xuyên. Nhưng nó chung quy là đệ lục cảnh ma thú, sinh mệnh lực ương ngạnh, dù là tại lúc này bị thương nặng vẫn như cũ chưa từng trước tiên mất mạng, mà là ra sức dãy giụa. Nhưng nó quá mức mệt nhọc, cơ hồ hư thoát. Thời khắc này thực lực, 10 không còn 1, thậm chí là 100 không còn 1. Lại đang không có chút nào phòng bị phía dưới bị khoảng cách gần như vậy đánh lén, dẫn đến trọng thương. Giờ phút này, mặc dù nó còn chưa từng triệt để chết đi, lại còn tại dãy giụa, nhưng lại dãy giụa không ra, chỉ là sắp chết gào thét, dãy giụa thôi. Nhưng, Lịch Phi Vũ vẫn còn không yên lòng, tay kết pháp quyết, dẫn lôi rơi xuống. Phích lịch, kinh lôi đánh rớt, trực tiếp đem đỉnh núi xuyên thủng, trúng mục tiêu vùng vẫy dãy chết Xích Diễm Ma Thú trên thân. Nó trong nháy mắt điên cuồng run rẩy, cũng không còn cách nào vùng vẫy. Bị điện giật cháy đen sau khi, một cỗ thịt nướng hương khí truyền ra. Không tốt. Chấn tông ma thú khí tức đang nhanh chóng suy sụp. Làm sao lại? Chính đuổi tới phụ cận đại trưởng lão bị một màn này, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không khỏi quát to một tiếng. Lịch Phi Vũ, ngươi làm cái gì? Hắn gào thét một tiếng, lập tức phóng tới Lịch Phi Vũ động phủ. Nhưng cũng chính là giờ phút này, hắn hoàn toàn quên phía sau mình còn có người, hoặc là nói. Hắn chưa bao giờ hoài nghi tới cùng một chỗ trải qua nhiều lần sinh tử tam trưởng lão, sẽ đối với tự mình động thủ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới vừa vặn cất cánh, liền đột nhiên dừng bước lại. Ngạc nhiên cúi đầu, nhìn về phía xuyên thủng bụng mình huyết sắc lưỡi dao. Lão tam, ngươi! Hắn há mồm, trên mặt tràn đầy không thể tin. Quý Sơ Đồng vẫn như cũ đỉnh lấy tam trưởng lão hình tượng, mặt không đổi sắc, quấy, rút kiếm, một mạch mà thành, phốc. Đại trưởng lão phun ra một ngụm lão huyết. Vốn định cảnh báo, lại phát hiện một kiếm kia có lai lịch lớn, chẳng những đem đan điền của mình tổn hại, thậm chí, còn để cho mình thần hồn đều bị thương nặng, phốc, lại là một kiếm. Nhưng lần này, lại là Lịch Phi Vũ xuất thủ. Một kiếm xuyên thủng nó mi tâm, xoắn nát nê hoàn cung, để nó thần hồn phá diện. Đại trưởng lão, Quý Sơ Đồng buông ra trong tay chi kiếm, lập tức lui nhanh, sau đó một bên gầm thét, một bên, chạy đến. Một tiếng gầm này, đánh thức Xích Diễm Ma Tông tất cả cao tầng. Đồng thời, Xích Diễm Ma Thú triệt để bỏ mình, Xích Diễm trước tiên cảm thấy, giận không kềm được, à, Xích Diễm, huynh đệ của ta, ngươi làm sao lại, hắn nổi giận, càng là cảm thấy tâm thần run rẩy dữ dội, cơ hồ nhịn không được phun ra một ngụm lão huyết, trong lòng bi thống, không ép tại chết phụ mẫu,
là ai làm? Ai cuồng vọng như vậy, cũng dám tại ta Xích Diễm Ma Tông bên trong, đối với huynh đệ của ta sau đó ngoan thủ. Xích Diễm lên cơn giận dữ, tiếng gầm gừ truyền ra rất xa. Đồng thời, hắn thần thức đảo qua, phát hiện mánh khóe. Xích Diễm Ma Thú toàn thân đều bị phi kiếm đóng xuyên, đã triệt để đã chết đi, đại trưởng lão đan điền bị hủy. Mi tâm một ngụm phi kiếm càng là trước sau trong suốt. Khí tức chính tấn mãnh tiêu tán, cũng đã không cứu lại được tới. Mà cùng lúc đó, Lịch Phi Vũ rút kiếm trở ra. Kết hợp với Xích Diễm, ma thú chỗ mất mạng chi địa chính là Lịch Phi Vũ động phủ, hắn tự nhiên là, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Lịch Phi Vũ, tốt ngươi cái Lịch Phi Vũ, chết đi cho ta. Xích Diễm xông ra, đệ lục cảnh tu vi nhìn một cái không sót gì. Đồng thời, hắn phẫn nộ gào thét, sát ý tăng vọt. Nhưng hắn trong lòng, lại là cực kỳ nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu. Tại sao lại như vậy? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Ngay từ đầu, thật sự là hắn hoài nghi tới Lịch Phi Vũ, mà lại là đặc biệt hoài nghi. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, mặc dù chỉ là mấy ngày, nhưng Lịch Phi Vũ biểu hiện vô cùng tốt, lại hiệu suất cũng là càng ngày càng cao, từ ngày đầu tiên ba miệng linh kiếm, đến hôm qua, một ngày trọn vẹn trên trăm miệng, trực tiếp để Xích Diễm Ma Tông tất cả cao tầng nhân thủ một ngụ, cũng còn có còn thừa. Cuối cùng, mỗi người chí ít luyện hóa ba miệng trở lên, tất cả cao tầng, nhân thủ chí ít ba miệng linh khí phi kiếm, như vậy giàu có trình độ, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ a. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Xích Diễm đã buông xuống cảnh giác. Dù sao nếu là Lịch Phi Vũ thật có vấn đề, làm sao có thể ra sức như vậy? Bởi vậy, dù là biết Xích Diễm ma thú rất mệt mỏi, Xích Diễm cũng là hoàn toàn giả bộ như không thấy được. Mệt mỏi thôi, cũng sẽ không chết. Chỉ cần có thể để Xích Diễm Ma Tông chiến lực tiếp tục tăng vọt, hết thảy, liền đều đáng giá, có thể kết quả, đã để chính mình yên tâm Lịch Phi Vũ, lại đột nhiên ra việc này mà, cái này mẹ hắn kêu cái gì sự tình, mà lại, vì cái gì a? Giờ khắc này, Xích Diễm đầu ông tác hưởng, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này không hợp lý a? Hắn gào thét. Cùng lúc đó, Xích Diễm Ma Tông rất nhiều cao tầng cũng là nhao nhao phóng tới Lịch Phi Vũ, muốn đem nó chém giết, phanh. Quý Sơ Đồng vai trò tam trưởng lão cách gần nhất, cùng Lịch Phi Vũ giao thủ ngắn ngủi đằng sau vừa chạm liền tách ra. Cũng không có ai hoài nghi hắn. Rất nhanh, đám người liền đem Lịch Phi Vũ vây chật như nêm cối. Xích Diễm sắc mặt âm trầm, sát ý không ngừng bốc lên, Lịch Phi Vũ. Người tốt gan to. Dám tập sát huynh đệ của ta cùng đại trưởng lão, thật là đáng chết. Nói, ai phái ngươi tới, ý muốn như thế nào? Nếu là không nói, hôm nay, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ai phái ta đến? Không ai phái ta đến a. Lịch Phi Vũ rút kiếm, lộ ra người vật vô hại biểu lộ, nói ta cũng không muốn. Là huynh đệ ngươi đột nhiên nổi điên muốn cắn ta, ta là tự vệ tốt. Xích Diễm cơ hồ tức giận cười, huynh đệ của ta nhất là nghe lời, từ trước tới giờ không cắn người, ta càng là dặn đi dặn lại để nó nghe lời ngươi, hảo hảo phối hợp cùng ngươi. Nó sẽ cắn người. Là thật. Lịch Phi Vũ cường điệu. Tốt, mặc dù ngươi lời nói làm thật. Chính là tự vệ, cái kia đại trưởng lão cái chết ngươi thì như thế nào giải thích? Hẳn là giết hai cái đều là tự vệ. Lịch Phi Vũ có chút nghĩ mà sợ nói xúc sinh này, à không phải, tông chủ huynh đệ ngươi muốn cắn ta, vậy ta đương nhiên muốn phản kháng, tự vệ lạc đúng hay không? Kết quả đại trưởng lão gặp ta tự vệ, có lẽ là nghĩ lầm ta muốn thương tổn huynh đệ ngươi, cho nên liền xông lại, rất hung dáng vẻ, giống như là muốn giết ta. Cho nên ta liền phản kích lạc đúng hay không? Ai biết bọn hắn đều yếu như vậy? Ta còn không có xuất lực đâu, bọn hắn liền đều đã chết. Cái này cũng không thể trách ta, đúng hay không? Ta thật sự là tự vệ. Đi mẹ nó tự vệ. Xích Diễm một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên, cơ hồ bị tức chết. Nói bậy nói bạ, ngươi coi bổn tông chủ là kẻ ngu phải không? Đến a, đồng loạt ra tay, bắt lại cho ta. Sau đó bổn tông chủ tự mình xuất thủ bào chế, ta cũng không tin, ta Xích Diễm Ma Tông mọi loại thủ đoạn còn không cậy ra miệng của ngươi. Vốn là muốn cho ngươi một cơ hội. Đáng tiếc, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được, nếu như thế, liền để cho ngươi cảm thụ đau đớn đi. Bên trên, là, tông chủ, Xích Diễm Ma Tông vô số cường giả lập tức xông ra, vây giết Lịch Phi Vũ. Bọn hắn cực kỳ hung ác điên cuồng, cơ hồ vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Tê, các ngươi cũng muốn giết ta, vậy coi như đừng trách ta. Lịch Phi Vũ trong lúc nhấc tay, hôm nay luyện chế, còn chưa giao cho Xích Diễm, mấy chục thanh phi kiếm màu đỏ ngòm liền tất cả đều bay lên không. Hướng đám người kích xạ mà đi. Quý Sơ Đồng cười lạnh một tiếng, hừ, mấy chục thanh phi kiếm xác thực rất nhiều. Nhưng ngươi một người mà thôi, lại cũng không luyện hóa, còn có thể cùng chúng ta địch nổi phải không? Đi! Tay nàng bóp kiếm chỉ, tự thân năm thanh phi kiếm màu đỏ ngòm lập tức phá không, ngăn cản những phi kiếm kia.
Những người khác thấy thế, lúc này là học theo. Chỉ là mặc dù đỡ được, nhưng uy lực cũng liền như thế. Là linh khí, uy lực lại không giống như là linh khí. Ngăn lại cái kia một mảnh phi kiếm đằng sau, phi kiếm của bọn họ cũng không có còn lại bao nhiêu uy thế, bị Lịch Phi Vũ tất cả đều ngăn lại. Hừ. Lịch Phi Vũ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, các ngươi thật muốn giết ta. Tốt, nếu như thế, liền đừng trách ta không nể tình. Sặc, hắn lại lần nữa lấy ra một khẩu màu máu phi kiếm, sau đó, một ngụm tinh huyết phun tại trên đó. Phi kiếm màu đỏ ngòm lập tức sáng lên chói mắt hồng quang, đồng thời uy thế rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn, mặc dù đều là đồng căn đồng nguyên phi kiếm, nhưng giờ phút này, Lịch Phi Vũ phi kiếm trong tay, lại là so trong tay những người khác phi kiếm mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Ân, lại còn có như thế cách dùng. Tam trưởng lão giật mình, sau đó cười lạnh một tiếng, thì tính sao? Người có thể như vậy, chúng ta đồng dạng có thể như vậy. Vừa mới nói xong. Phốc, nàng phun ra một ngụm tinh huyết, bám vào vu phi trên thân kiếm. Lập tức, nàng nắm trong tay phi kiếm cũng là tất cả đều uy thế tăng vọt. Những người khác thấy thế, một nửa là ngạc nhiên, một nửa kia, lại là hưng phấn. Chính cảm thấy linh khí này không đủ ra sức, đâu, kết quả ngươi nói cho ta biết còn có cách dùng như thế này, mà lại uy thế sẽ tăng vọt gấp 10 lần. Cái kia không được tranh thủ thời gian thử một chút. Bọn hắn nhao nhao học theo. Trong chốc lát, trên bầu trời liền hiện đầy chói mắt hồng mang, khí tức kia so với vừa rồi không biết mạnh hơn bao nhiêu. Như quần tinh sáng chói, hướng Lịch Phi Vũ gào thét mà tới. Đáng chết! Lịch Phi Vũ thần sắc đại biến, quay đầu chạy liền. Muốn chạy! Đám người đã sớm đem hắn vây quanh, đương nhiên sẽ không để hắn thoát đi. Ở đây duy nhất đệ lục cảnh cường giả Xích Diễm càng là ở một bên nhìn chằm chằm, Lịch Phi Vũ căn bản trốn không thoát. Ta với các ngươi liều mạng. Lịch Phi Vũ quyết tâm. Đây là các ngươi bức ta đó. Cùng chết đi. Hắn lại phun ra mấy cái tinh huyết. Nắm trong tay phi kiếm càng là hung ác điên cuồng. Cảm nhận được trận trận áp lực đánh tới, Xích Diễm Tông đám người cũng là không lo được cái kia rất nhiều, nhao nhao, theo vào, phun máu. Chỉ là tại cái này kịch liệt trạng thái phía dưới, bọn hắn nhưng lại chưa phát hiện, vừa rồi phun máu rất là tích cực tam trưởng lão, giờ phút này mặc dù cũng tại phun máu, nhưng chỗ phun lại chẳng qua là phổ thông máu tươi. Mà bọn hắn phun vẫn là thực sự tinh huyết phun ra quá nhiều. Tất cả mọi người uể oải rất nhiều, trạng thái cũng vì vậy mà trượt. Nhưng này đầy trời phi kiếm màu đỏ ngòm lại là một ngụm sau một ngụm khủng bố, chính là tốc độ đều nhanh không ít, hướng Lịch Phi Vũ trừ đầu bên ngoài toàn thân cao thấp chém tới. A a a! Lịch Phi Vũ gào thét, mơ tưởng. Lập tức, hắn lại lần nữa phun máu. Những người khác thấy thế, không khỏi nhíu mày. Cái này không đúng sao, một mình hắn phun máu, chúng ta nhiều người như vậy phun. Có thể nghĩ lại, hắn Lịch Phi Vũ vốn là đệ ngũ cảnh cửu trọng tu vi, bây giờ lại liều mạng, càng là không ngừng huyết tế phi kiếm chúng ta tuy là vây công, nhưng nếu như chính mình không phun máu, biến thành yếu nhất cái kia, chẳng phải là sẽ trở thành hắn mục tiêu đột phá. Đến lúc đó, chính mình chẳng phải nguy hiểm sao? Không được, đến phun. Phốc 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 phốc, kết quả là. Tại Xích Diễm nhìn soi mói, trận này vây công, biến cực kỳ quỷ dị. Song phương giao thủ cũng liền mấy cái như vậy trong nháy mắt mà thôi. Cơ hồ đều là vừa chạm liền tách ra. Nhưng phun lên tinh huyết đến, lại là một cái so một cái tích cực. Không biết, còn mẹ hắn nghĩ đến đám các ngươi tất cả đều người bị thương nặng, ngay cả tinh huyết đều không thể cố thủ nữa nha. Có thể kết quả lại là các ngươi tất cả đều lông tóc không thương, chỉ là vì có được càng mạnh chiến lực mà phun máu mặc dù chúng ta ma tu, có thật nhiều thủ đoạn đều là bực này đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 đấu pháp, có thể các ngươi cái này cũng không khỏi quá mức không hợp thói thường chút, còn đứng ngây đó làm gì? Còn phun cái gì? Xích Diễm gầm thét, cho bổn tông chủ đem hắn cầm xuống. Chém tới năm chi, lưu lại một khẩu khí liền có thể. Chớ có sợ hắn làm ẩu, có bổn tông chủ ở đây lược trận, các ngươi sợ cái gì? Là, tông chủ. Bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng, lại lần nữa ra tay. Lịch Phi Vũ quá sợ hãi, a, muốn chết muốn chết muốn chết, ta với các ngươi liều mạng. Ông, đột nhiên, có trận pháp sáng lên. Đại địa nổ tung. Trận pháp xáo trận pháp. Lít nha lít nhít trận pháp bốc lên, đem bọn hắn tất cả đều bao phủ trong đó. Đáng chết! Trận pháp! Thật nhiều trận pháp! Đây là khi nào bày ra trận pháp, chúng ta vậy mà không biết chút nào. Xích Diễm Ma Tông đám người quá sợ hãi, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ầm ầm, công kích trận pháp tùy theo khởi động, các thức công kích gào thét mà đến, bọn hắn nhao nhao vận dụng phi kiếm, chém ra kinh người thế công, rất nhanh liền đem những trận pháp này công kích ngăn cản, đánh tan, thậm chí còn thế như trẻ tre. Liên tiếp phá vỡ mấy đạo trận pháp. Nhưng, còn chưa đủ. Vẫn có trận pháp. Bọn hắn muốn lần nữa liên thủ phá trận, lại phát hiện uy lực không đủ. Trên phi kiếm hồng quang đã biến mất hầu như không còn. Căn bản là không có cách lại phá trận.
Cũng chính là giờ phút này, trận pháp trong khi xoay tròn, bọn hắn bị phân tán ra đến. Gần như đồng thời, a, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rất nhanh, liền im bặt mà dừng. Là thất trưởng lão thanh âm. Hắn gặp nạn. Mọi người đều kinh, thần sắc khó coi, nhanh, đồng loạt ra tay phá trận, lao ra, nếu không sẽ bị phân tán cũng từng cái đánh tan. Tông chủ. Bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Xích Diễm. Người sau nhíu mày, lập tức, cũng là phun ra một ngụm tinh huyết nhưng hắn nhưng trong lòng cực kỳ quái dị. Mẹ nhà hắn, chính mình là ma tu không sai. Nhưng lúc nào chính mình đánh nhau trước đó, cũng muốn trước phun một ngụm tinh huyết. Đó là cái đạo lý gì, nhưng giờ này khắc này, cũng không phải do hắn cân nhắc nhiều như vậy. Gặp phi kiếm uy lực tăng vọt, lập tức bắt đầu phá trận. Những người khác thấy thế cũng là liên tiếp phun máu, chỉ là bọn hắn phun tinh huyết quá nhiều, đến thời khắc này, đã sắc mặt trắng bệch, thậm chí là trắng bạch. Đồng loạt ra tay, phá trận, bọn hắn liên thủ. Đừng nói, một khi phun ra tinh huyết, linh kiếm lập tức uy lực tăng vọt, phá trận đứng lên lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, giống như thế như trẻ tre. Chỉ là trong chốc lát chính là lốp bốp phá vỡ trọn vẹn hơn 10 đạo trận pháp. Đáng tiếc, trên thân kiếm tinh huyết lại lần nữa hao hết, thế công tùy theo giảm mạnh. Cũng chính là giờ phút này, trận pháp lại lần nữa biến hóa, lại là hai người biến mất. Bọn hắn biến sắc, ngay sau đó liền nghe bọn hắn kêu thảm, trong đó một tiếng càng là kinh hô, a, tam trưởng lão, phốc, oanh, nương theo lấy kịch liệt bạo tạc, thanh âm im bặt mà dừng. Đám người kinh nghi bất định. Hẳn là tam trưởng lão cũng bọn hắn tất nhiên là gặp được tam trưởng lão thảm trạng. Nhanh, lao ra. Chớ có lại lưu thủ, đem tất cả thủ đoạn đều xuất ra. Đối với, thi triển thủ đoạn, nhưng vì sao ta phản ứng đầu tiên chính là phun máu. Xích Diễm lời đến khóe miệng ngữ bỗng nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên kịp phản ứng. Đúng a, vì sao chính mình phản ứng đầu tiên cũng là phun máu. Chính mình cũng không phải sẽ không thủ đoạn khác. Rõ ràng có thể đổi dùng thủ đoạn khác mới là a. Đã đến yết hầu chỗ tinh huyết, giờ phút này bên trên cũng không phải, bên dưới cũng không phải. Mẹ nhà hắn, quản hắn nhiều như vậy, trước phun ra lại nói. Tình huống khẩn cấp, huống chi tinh huyết đều đến yết hầu chỗ, lại nói, mặc dù phun tinh huyết đối với mình cũng bị tổn thương, nhưng hiệu quả vô cùng tốt a. Mà lại trực tiếp nhất a, Xích Diễm dẫn đầu. Bọn hắn lại lần nữa phun máu. Lại Xích Diễm giờ phút này cực độ hung ác điên cuồng, một người điều khiển trọn vẹn 36 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận. Gào thét ở giữa, chính là liên tiếp phá trận. Càng là tại mọi người giúp đỡ phía dưới, trực tiếp bài trừ tất cả trận pháp, trực diện Lịch Phi Vũ. Lịch Phi Vũ, chết đi cho ta. Xích Diễm gào thét, tự mình trùng sát. Chỉ là, hắn lại chưa từng lại lần nữa phun máu, lại phun xuống dưới, chính mình cũng sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng tới. Sợ sệt. Lịch Phi Vũ trong miệng kinh hô sợ sệt, hốt hoảng chạy trốn. Xích Diễm, hắn có chút mộng, nhưng lại sẽ không bỏ qua đối phương, lập tức truy sát. Những người khác cũng nghĩ truy sát, lại nghe tam trưởng lão nói không nên đuổi. Chúng ta tinh huyết tổn thất quá nhiều, thực lực giảm mạnh, giờ phút này trọng yếu nhất chính là khôi phục. Nếu không, nếu là hắn điệu hổ ly sơn, lại bên ngoài có cường địch ẩn tàng lời nói, chúng ta, chỉ sợ cũng phải chết ở bên ngoài. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời sợ hãi. Hoàn toàn chính xác có loại này khả năng. Thế nhưng là tông chủ bên kia không có thế nhưng là. Tam trưởng lão lau đi khóe miệng máu tươi, chém đinh chặt sắt nói. Chẳng lẽ các ngươi coi là tông chủ còn không phải chỉ là một cái Lịch Phi Vũ, đối thủ phải không? Vừa rồi chỉ là bởi vì lúc trước hắn tại trong lúc thần không biết quỷ không, hay bố trí xuống rất nhiều trận pháp mới đưa chúng ta ngăn cản, nếu không, tông chủ giết hắn như giết chó. Đây cũng là, nhị trưởng lão giật mình, nhưng lập tức hiếu kỳ, a, lão tam, vừa rồi lão bắt bọn hắn gặp nạn lúc kinh hô tên của ngươi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi cũng đã gặp nạn nhưng bây giờ xem ra, ngươi lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại? Tam trưởng lão cười thảm một tiếng, bất quá là dáng chống đỡ thôi, ta chịu thương viễn siêu các ngươi tưởng tượng, không tin các ngươi nhìn. Nàng đối với đám người khẽ ngoắc một cái. Đám người lập tức tới gần, định thần nhìn lại. Đã thấy tam trưởng lão trên thân, cái này đến cái khác nguồn sáng đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt liền vượt qua 100 số lượng, lại còn đang tăng trưởng. Cái này, đám người sửng sốt, hẳn là toàn thân đều là lỗ thủng. Không đúng, lỗ thủng làm sao lại phát sáng? Đúng a, lỗ thủng làm sao lại phát sáng đâu? Tam trưởng lão, hỏi lại. Đám người càng hiếu kỳ. Vốn định dùng thần thức dò xét, có thể người tu sĩ nào sẽ không phòng ngự người khác dò xét. Cũng không thể bị nhân thần biết tùy tiện quét qua, ngay cả chỗ tư mật có mấy cọng tóc đều bị người nhìn rõ ràng đi. Bởi vậy, bọn hắn thần thức không cách nào dò xét. Trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngược lại là một người trong đó kinh nghi bất định. Nói a,
cái này nhìn vì sao cùng huyền môn có chút cùng loại. Huyền môn, đệ nhất cảnh huyền môn. Đám người nháy mắt, trong lúc nhất thời cũng đều quên đi tự thân đau xót, nhao nhao tới gần nhìn kỹ, cũng soi mói. Đừng nói, thật đúng là giống như là huyền môn. Giống như là có như vậy một chút giống, nhưng ai nhà huyền môn sẽ phát sáng a? Huống chi, nhà ai huyền môn có thể có hơn 100 không? Cái này đều đã hơn 200 đạo, không thể nào là huyền môn. Không sai, cái này tất nhiên không thể nào là huyền môn, chỉ là thoáng có chút giống thôi. Tất cả mọi người không có bất kỳ đầu mối gì. Như vậy xem ra lão Tam, ngươi chỉ sợ là thương không nhẹ, cái kia Lịch Phi Vũ thủ đoạn kinh người a. Bất quá ngươi cũng chớ có quá mức lo lắng, tất nhiên sẽ có biện pháp. Đợi tông chủ đem hắn mang về, chúng ta có là thủ đoạn để hắn mở miệng, biết rõ ràng hết thảy. Không sai, bọn hắn đều đụng rất gần, còn kém vào tay đi chọc lấy. Cũng chính là giờ phút này, những này phát sáng lỗ thủng đột nhiên bạo tạc. Rầm rầm rầm. Tại tất cả mọi người không tưởng tượng được điều kiện trước tiên phía dưới, gặp trọng thương, Tam trưởng lão ầm vang bạo khởi, toàn thân lỗ thủng nổ tung hơn phân nửa, thực lực lại là trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Sau đó, cường thế thu hoạch, vốn là liên tiếp phun ra tinh huyết, trạng thái kỳ kém bọn hắn, còn tại gần như thế khoảng cách phía dưới bị bạo khởi, đánh lén. Chỗ chết người nhất chính là, bọn hắn không có chút nào phòng bị, hoàn toàn chưa từng ngờ tới, bởi vậy, trọn vẹn gần 30 vị thứ tư, đệ ngũ cảnh trưởng lão, chấp sự, hộ pháp các loại, chỉ là giữa một hơi, liền vẫn lạc hơn phân nửa, còn lại gần một nửa cách xa hơn một chút, có như vậy trong nháy mắt xem như phản ứng thời gian. Tam trưởng lão, ngươi, bọn hắn sợ hãi vạn phần, mặc dù chưa từng trước tiên bị diệt sát, nhưng cũng người người mang thương, gần như một nửa đều chỉ còn lại một nửa thân thể. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Ngươi điên rồi. Chớ có quên, ngươi thế nhưng là lập xuống đạo tâm lời thế không đối. Nhị trưởng lão ho ra miệng lớn máu đen, ngươi không phải Tam trưởng lão, nếu không, tại mới vừa xuất thủ trong nháy mắt, tất nhiên đã bạo thể mà chết, ngươi đến tột cùng là ai? Muốn các ngươi mệnh người. Tam trưởng lão nói nhỏ, vừa nói dĩ nhiên đã xuất thủ. Muốn đem còn thừa người tất cả đều thu hoạch. Dù sao, đây chính là lấy tự bạo một nửa huyền môn làm đại giá trạng thái bộc phát, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào giết nàng. Nhị trưởng lão tiếng như khấp huyết, dẫn đầu vây giết. Có thể trạng thái kỳ kém còn bị thương bọn hắn, căn bản không phải đối thủ của nó, ngược lại là bị liên tiếp chém giết, đến cuối cùng, chỉ còn lại có khắp nơi trên đất thân thể tàn phế còn tốt. Tam trưởng lão, nói nhỏ, còn tốt Xích Diễm Ma Tông hư hư thực thực bị người trưởng khống, những trưởng lão này nhập tông thời điểm đều lập xuống lời thề không được vứt bỏ tông môn. Nếu không, bọn hắn một khi tứ tán thoát đi, ta còn thực sự chưa hẳn có thể tất cả đều lưu lại. Về phần bây giờ chính là đệ tử khác. Xích Diễm Ma Tông người, đều đáng chết. Nàng tiềm phục tại Xích Diễm Ma Tông đã nhiều ngày, bởi vậy, đối với Xích Diễm Ma Tông đệ tử biết sơ lược. Những người này, đều là hàng thật giá thật ma tu. Không có một cái nào đồ tốt, cho dù là phổ thông đệ nhị cảnh tu sĩ, trong tay cũng chí ít có mấy cái thôn xóm phàm nhân mạng, nợ máu từng đống. Từ dưới lên trên tất cả đều giết, tuyệt sẽ không giết lầm dù là một cái, mà dĩ nhiên không có đệ tứ cảnh trở lên tu sĩ Xích Diễm Ma Tông, tại Quý Sơ Đồng trạng thái bây giờ phía dưới, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Lại bởi vì bản thân liền là tại trong trận, hộ tông trận pháp cũng không có nổi chút tác dụng nào. Thậm chí chính là bọn hắn muốn chạy trốn, đều trốn không thoát. Một bên khác, Lịch Phi Vũ chạy ra một khoảng cách sau, Xích Diễm nhạy cảm phát hiện không đúng. Điệu hổ ly sơn. Hắn lập tức dừng lại, mặc dù Xích Diễm Ma Thú cái chết để hắn tức giận, có thể Xích Diễm Ma Tông hơi trọng yếu hơn, chính mình nhất định phải nhưng lại tại lúc này, trong túi trữ vật của hắn, tất cả trưởng lão mệnh giản lại là liên tiếp vỡ vụn. Không tốt, người đáng chết a. Xích Diễm lập tức quay đầu phóng tới Xích Diễm Ma Tông, nhưng ngay lúc giờ phút này, nguyên bản hốt hoảng thoát đi Lịch Phi Vũ, lại ngược lại là từ phía sau đánh lén. Toàn thân đều là linh khí, tỏa ra hào quang lóa mắt, phi kiếm. Phù chú, duy nhất một lần ám khí loại pháp bảo cái gì cần có đều có. Người muốn chết. Xích Diễm gào thét, lập tức quay người ứng đối. Hắn cơ hồ giận điên lên, thề phải ở đây đem Lịch Phi Vũ chém giết. Có thể giao thủ ngắn ngủi đằng sau, hắn phát hiện không hợp lý. Chính mình, vậy mà cũng không phải là Lịch Phi Vũ đối thủ. Hắn lập tức lấy ra cái kia 36 thanh phi kiếm, lại lần nữa phun ra tinh huyết. Thực lực tăng vọt phía dưới, Lịch Phi Vũ lập tức bị áp chế, nhưng ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà đi qua. Tinh huyết hiệu quả biến mất, phi kiếm uể oải suy sụp. Xích Diễm sắc mặt đại biến. Đây đều là âm mưu của ngươi. Những phi kiếm này. Suy nghĩ minh bạch. Lịch Phi Vũ đã giết tới trước người, đáng tiếc, đã chậm. Bây giờ, chính diện chém giết ngươi không phải đối thủ của ta. Bỏ qua phi kiếm, ngươi càng không phải là đối thủ của ta.
tiếp tục phun máu, cũng chỉ là mãn tính tử vong. Nhưng, ngươi lại không phải một con đường chết. Chỉ cần ngươi trả lời ta ba cái vấn đề, ta liền không giết ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Xích Diễm sắc mặt tái xanh. Ta có thể lập xuống đạo tâm lời thề. Vậy ngươi lập thệ, tốt. Ta Lịch Phi Vũ lấy đạo tâm lời thề phát thệ. Chỉ cần Xích Diễm trả lời ta ba cái vấn đề, ta liền không giết hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi cũng phải lập xuống đạo tâm lời thề, bảo đảm trả lời là thật. Xích Diễm, ngươi đến thật. Hắn có chút mộng. Loại thời điểm này, chẳng lẽ không nên bắt lấy chính mình, ra tay độc ác ép hỏi, mà chém về sau cỏ trừ tận gốc a? Đổi lại mình, tất nhiên sẽ làm như vậy. Nhưng hắn, lại còn thật muốn thả chính mình đi. Tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Xích Diễm mừng thầm trong lòng, hôm nay ngươi không giết ta, đợi lão tử tương lai tìm tới cơ hội, tất nhiên mang đủ nhân mã, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tốt, ta thề. Ta Xích Diễm ở đây lập xuống đạo tâm lời thề, trả lời ngươi ba cái vấn đề. Chỉ cần cũng không phải là, ta trả lời đằng sau liền sẽ đối tự thân tạo thành tổn thương vấn đề. Ta tất nhiên thành thật trả lời, nếu không chết bất đắc kỳ tử mà chết. Như thế nào đối tự thân tạo thành tổn thương? Cấm chế, ta trong thần hồn có cấm chế. Xích Diễm cười lạnh, có chút bí mật, ta không cách nào lộ ra, nếu không thần hồn lập tức sụp đổ, hồn phi phách tán. Thứ nhất, các ngươi có thể từng phái người đến Tây Nam vực Đại Thanh Sơn đổ thôn. Lịch Phi Vũ cưỡng chế trong lòng sát ý, mở miệng hỏi thăm. Đại Thanh Sơn, ta không biết, bất quá, hoàn toàn chính xác từng phái người đến Tây Nam vực nhiếp hồn đoạt phách, rút máu luyện hồn, cũng đổ qua không ít thôn xóm, chúng ta ma tu, làm việc như vậy, thiên kinh địa nghĩa. Nghĩ đến, Đại Thanh Sơn cũng là một trong số đó đi. Làm sao, ngươi là Đại Thanh Sơn nào đó thôn xóm dư nghiệt. Nói đến đây, Xích Diễm nhíu mày. Sao, ngươi thủ hạ không được a, vậy mà lưu lại mầm tai họa,